còn một cái đèn nữa để mình review nốt. Thì đây là một cái đèn của mẹ mình. Bây giờ mình sẽ bật lên cho các bạn xem. Để chị đánh trước cho. Đây rồi, mình đánh. Chị đánh trước cho. Mình đố các bạn đây là bài gì? Bật nhạc đã. Vô mọi người.